bài tin mừng hàng ngày, bài suy niệm hàng ngày. Sống theo lời Chúa TV. Ngày 6 tháng 11, thứ hai tuần 31 thường niên. Ông chớ mời các bạn hữu, nhưng hãy mời những người nghèo khó và tàn tật. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với thủ lãnh các người biệt phái đã mời người rằng: khi ông dọn tiệc trưa hay tiệc tối, ông chớ mời các bạn hữu, anh em, bà con và những người láng giềng giàu có, kẻo chính họ sẽ mời lại ông mà trả ơn cho ông. Nhưng khi ông dọn tiệc, ông hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt và đuôi mù, thì ông sẽ được phúc, bởi họ không có gì đền ơn cho ông. Vì chưng, khi những người công chính sống lại, ông sẽ được đền ơn. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Sống cách văn minh của tin mừng. Ông chớ mời các bạn hữu, nhưng hãy mời những người nghèo khó và tàn tật. Có ở thời đại nào được gọi là văn minh cách mấy đi nữa, mà nếu con người vẫn còn cái suy nghĩ mời người không đáng mời, tiếp người không đáng tiếp, cho người không đáng cho, thương người không đáng thương, xót người không đáng xót, cứu người không đáng cứu, thứ văn minh ấy vẫn là thứ văn minh của ma quỷ, văn minh của sự chết. Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta một cách sống văn minh mới, văn minh của Thiên Chúa, văn minh của sự sống đích thực. Đó là quý chuộng sự sống, quý chuộng nhân phẩm của tất cả mọi người. Người nghèo khổ, kẻ bệnh tật yếu đau, người nợ nần thất bại, kẻ tội lỗi buông tuồng cũng có nhân phẩm của họ. Nếu chúng ta tin vào Chúa Kitô và biết rằng tất cả những con người cùng khốn ấy chính là địa chỉ đến của Chúa Kitô, thì cũng hãy xem họ là địa chỉ đến của chúng ta. Đừng phân biệt đối xử nữa, đừng loại trừ họ nữa, bỏ ngay đi cách giúp người để được cho mình, nhưng hãy hào phóng cho đi, vì tất cả những người cùng khốn kia đều là họa ảnh sống động của Chúa Kitô. Người vô thần sống vô cảm, nếu có tình cảm thì tình cảm của họ là thứ tình cảm trục lợi. Ai vô cảm ấy là kẻ vô thần, ai sống yêu thương, chia sẻ, tôn trọng người khác ấy là người sống đạo, làm chứng cho nguồn đạo rất chính, rất thật của Thiên Chúa, là người xây dựng một nền văn minh sự sống theo tin mừng. Hãy tạ ơn Chúa vì mỗi gia đình giáo dân được vinh dự là một hạt giống của nền văn minh sự sống mà Thiên Chúa gieo giữa dòng đời, để thiên hạ nhìn thấy cách sống yêu thương, chia sẻ, tôn trọng của các gia đình mà ngợi khen Thiên Chúa Chí Thánh. Lạy Chúa, xin cho các gia đình nhận ra Chúa trong mọi người để yêu thương, chia sẻ vì tôn trọng mọi người. Amen. Tháng 11, như một lời nhắc nhớ dễ thương về công đức của đời người. Không phải là hạt bụi lưu vong, nhưng là một chặng đường tiến về quê hương vĩnh cửu. Không phải là dấu chấm hết buồn thiu, nhưng là niềm hy vọng tuyệt hảo hạnh phúc. Không phải là bóng đêm rợn rùng, nhưng là chân trời hồng sáng tươi đang đón đợi. Vâng, sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi. Dẫu biết là có nghìn trùng xa cách, nhưng là nghìn trùng từ chốn luyện hình sâu thẳm đến cõi nghìn trùng cao sáng hiển vinh, nghìn trùng xa cách của niềm tin và hy vọng. Xin cho các linh hồn, cho linh hồn ông bà tổ tiên,
cho những người thân yêu, được Chúa Giêsu ôm vào vòng tay yêu thương trìu mến, được phúc vinh trong cõi sống đời đời với Thiên Chúa Ba Ngôi. Amen. Xa cách nghìn trùng, trần gian vương bao nhớ nhung, nơi tâm tôi miệt mùng. Ngài ơi bóng đêm giận dùng, xa đi không hẹn về, buồn đau ôm gót lê thê, những bước chân nặng nề. Ngài ơi hãy thương dìu về, đường về nghìn trùng mờ tôi bóng đêm bão bùng, đường về chập trùng. Ngài ơi xót thương con cùng, từ nơi u tối con khóc than lưu đầy. Tình cha nhân ơi, đói thương con phúc vinh từ đây. Chán chứa lệ sâu, vực sâu trong nỗi khổ đau, xin nhân thứ dạt dào, tình yêu Chúa bôi nhiễm màu. Thân hư vô bụi bơ, chìm trong quên lãng bơ vơ, vẫn chung kiên đợi chờ, hồn con khóc than từng giờ. Đường về nghìn trùng mà tôi bóng đêm bão bùng, đường về chập trùng đường về ngài ơi xót thương con cùng, từ nơi u tối con sống than lưu đầy. Tình cha nhân ơi, đói thương con phục vinh từ đây. Có cây xa chân bước đọa đầy, từ đây khóc than đêm ngày. Xin cha thương nhìn lại, nay con tha thiết van nài. Dẫu cho con khờ dại, ngài ơi hãy thương con hoài. Ôm về nghìn trùng bóng đêm bão bóng đêm bão bùng, đường về chập trùng đường về chập trùng. Ngài ơi xót thương con cùng, xót thương con từ nơi u tối con sống than lưu đầy. Tình cha nhân ơi, đói thương con phúc vinh từ đây. Nơi u tối con khóc than lưu đầy. Tình cha nhân ơi, đói thương con.